đây là chung với ba của mình ha. Và đây là con vợ ba bằng số rất là đẹp. Và đây là chiếc đu. Chiếc này 1.200 phân khối nha các bạn. Date 2014. Date hơi sâu. Và đây là chiếc smart key của nó. Chiếc smart key của nó xăng lại lên giá không biết sao đây. Chiếc này khởi động bằng smart key nha các bạn. Bình thường cái bộ từ của nó nằm ở dưới yên, nhưng mà nó hơi yếu nên mình đã dời lên trên đầu. Đó, các bạn chỉ cần để đó là nó tự động nhận. Bây giờ trời hiện tại là 11. Máy chắc dân ở trong này nó chửi luôn quá, nhưng mà có việc mình phải đi. Bạn nghe tiếng máy ok không? Chút 1.800 xe bốn máy thì nó nổ rất là hiền nha các bạn. Mình đi bơ riêng độ nhưng mà nó nổ rất là hiền, nó không như hai máy gì. Cái này nồi của anh Bugatti thì nó xào nó nghe rất là đã, nghe đã tại có nhiều anh em không có thích, nhưng mà mình cứ chơi trải nghiệm thôi. Trước khi mua chiếc này thì rất nhiều anh em có càng ngăn không nên chơi Bugatti, bởi vì là mỗi lần Desmo tốn rất là nhiều, rồi nó rất là nóng nữa, với thời tiết khí hậu ở Việt Nam nó rất là nóng. Nhưng mà thôi thì cứ kệ thôi, mình cứ trải nghiệm. Mình mua xe này quay đầu mà mình đi chơi vài tháng cảm thấy hợp thì chơi tiếp, không thì cứ quay đầu chấp nhận lỗi một ít thì cũng không sao, đánh đổi mà. Kiểu như là chấp nhận cứ gọi là tiền học phí, tiền ngu các bạn. Anyway thì mình mua chiếc này cả tuần rồi nhưng mà chạy cũng rất là ok. Đây là cái công viên trong cái chung cư của mình các bạn, rất là đã. Buổi tối chạy thể dục rất là đã luôn. Ra vô cổng rồi mình phải quẹt thẻ. Lý do mình bị nửa đêm mình phải chạy đi là bây giờ là không biết sao cái camera quan sát ở trên studio của mình nó tự nhiên nó tắt. Nó tình trạng này không bao giờ xảy ra luôn. Mình không biết là ăn trộm vô cắt dây hay là như thế nào, không biết mình phải chạy lên coi như thế nào. Trên studio thì cũng chỉ toàn là áo cưới thôi, cũng có hai ba cái máy tính nhưng mà cũng nhưng mà nếu nó cắt nó vô ăn trộm vô thì rất là phiền nha các bạn. Mình phải chạy bên coi như thế nào. Bây giờ là cũng gần 11 giờ rồi, xe về chưa mua kiến chứ hậu gắn kịp nữa. Bởi vì giờ có mấy chú bồ câu đúng không, bữa dịch thì cũng ít đi chiếc này lắm, nên bây giờ cứ tối nay cứ lấy ra đi như thế nào xem sao, trải nghiệm kéo thử như thế nào. Nghe tiếng máy của nồi nó xào nghe đã không các bạn. Mình đã từng chơi qua cái dòng bốn máy mà không thích lắm, mình vẫn thích cái chạy Bugatti thì có nó cảm giác nó đã. Nước là coi như dính nghiêng cái bụng lên lưng luôn các bạn. Anh em chơi đầy nữa má ơi. Ây da, chết mẹ. Khổ nói anh em chơi phân khối lớn thì cũng có cái nỗi khổ là cứ bị người ta chơi.
chửi thằng này mà chạy bố láo nẹt bô được các kiểu. Nhưng mà khó nói với nhiên như chiếc Ducati này các bạn, cái tua máy nó như thế này, mình chạy thành phố chỉ chạy được số 1, số 2 thôi, tua máy nó như thế này. Số 1 các bạn có thể kéo lên tới 100 mấy là bình thường, mình chạy như thế này toàn chạy số 1, số 2 không à, nên cái máy nó gầm rú. Mình chạy phân khối lớn thì mình cũng dạng như đứng tuổi rồi, không muốn còn thích nẹt bô ầm ầm như thế nào nữa. Chạy cũng nhiều lúc chạy mà ngại luôn các bạn, người ta nhìn mình ánh mắt thấy ngại. Nhiều lúc chạy cố gắng là cắt em ra để cho nó trôi, để cho nó đổ nhẹ nhàng, nhưng mà cũng nhiều bác nhìn mình với ánh mắt rất là khó chịu. Mình mà chạy cái len xe máy á, thì có bác lại nói là thằng này nó chạy từ từ để còn mình mà chạy cái len xe hơi như thế này nè, thì lại mấy bác lại bảo là thằng này nó bố láo, chạy lắm len được cái thứ, mình chả biết như chạy như thế nào cho đúng không? Thôi thì mình thấy chỗ nào trống thì mình chạy thôi. Cầu vừa Cộng Hòa mới có 11 giờ mà dán teo luôn. Để mình canh từ đây xuống tới tiệm của mình ở đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận nha các bạn. Mình chạy là từ cái chỗ An Môn Tân Phú xuống, mình nghĩ là chắc cũng 10 cây á, tới ha, khoảng 8 cây phải. Tối ở đây đường Cộng Hòa này là sau 10 giờ là tải rất là nhiều, anh em chạy cẩn thận, tải với công rất là nhiều luôn. Mà mình sợ nhất là ben, những chiếc ben chạy ghê hồn luôn. Có ông bạn mình cũng đã ra đi ở trên đường Lê Trọng Tấn, bởi vì có một chiếc ben ông đi vào lúc 10, 11 giờ, ông đâu có uống, ông đâu có xỉn gì đâu, mà chiếc ben nó chạy ẩu quá, nó làm phát là ông đi luôn. Mà có bộ lít dịnh lại là coi như lãnh đủ luôn, bản số đút gầm rồi không khiến khí hậu. Ở đây mình đang kiếm chỗ để chế lại cái bản số có thể bật ra bật vô các bạn, rồi gắn chiếc khí hậu nó đi cho nó đàng hoàng, chưa có thời gian được. Hy vọng là cắn dây của camera rồi sau đó còn biết nổi là ăn trộm vô. Mà mùa này thì thiệt tình mình cũng lo ngại cái vụ ăn trộm thất nghiệp nhiều quá, bệnh dịch nó hoành hành 2 năm trời, anh em làm studio áo túi thì cũng đã gồng gánh mức này rồi. Đường Hồ Văn Huê của mình đó là gọi là kinh đô ánh sáng của thành phố, là các bạn mà đi đó vào khoảng 7 giờ đêm á, từ 7 giờ tối, 6 đến 7 giờ tối cho đi thì thấy rất là lung linh, rất là nhìn nó rất là xa hoa nha các bạn, áo cưới lung linh lấp lánh, nhìn nó rất là luxury. Nhưng mà bây giờ mà các bạn đi thì nhìn nó rất là ảm đạm, khiến người ta trả mặt bằng rất là nhiều. Nói chung là cũng không chỉ riêng ngành cưới, các ngành tất cả các ngành khác, ngành service khác thì cũng chung tình trạng thôi, nên mình phải chấp nhận thôi. Ôi trời, bên phải có hai chú bồ câu thôi chạy luôn. Chiếc này thì nó rất là thấp, nó lùn, ngồi rất thoải mái, anh em mình cỡ 1m6 rồi cũng ngồi thoải mái rồi, hơi nhón một xíu. Mình gần 1m7 thì nói chung là chạm hai chân xuống đất rất là thoải mái, cảm giác lái rất là thoải mái ha các bạn. Rồi chuẩn bị tới kinh đô ánh sáng,
đường Hồ Văn Huê, tất cả đã đóng cửa rồi. Các bạn đi vào buổi tối những ngày mà trước dịch đó, thì ở đây rất là đẹp, lung linh hai bên áo cưới rất là đẹp. Thì mình nằm ở giữa đường nha các bạn, đối diện với bệnh viện gọi là bệnh viện Phụ, nằm đối diện bệnh viện Phụ Sản. Đường phố vắng vẻ quá, hy vọng cửa vẫn còn đóng kín. Hên quá, cửa vẫn còn đóng kín. Rồi để giờ mình vô mình kiểm tra xíu. Rồi, như vậy là mấy anh tí anh cắn cái dây của camera nha các bạn. Mình đã kiểm tra và nối lại rồi. Thôi, bây giờ về thôi. Bây giờ mới nghe nói là xăng là lên giá. Trời ơi, chiếc này cực kỳ hao xăng luôn các bạn. 1.200 khối là nó tương đương với một chiếc gọi là một chiếc Civic. Hao xăng tương đương với một chiếc Civic đó, chạy này là khoảng 8 lít/100 cây, chưa tới 8 lít/100 cây ở chế độ gọi là chế độ 3 chế độ, chế độ sport. Thì mình chạy hay chạy chế độ bình thì nó tầm 7.8 á. Rồi mình đổi xăng để coi các bạn đổi full bình xăng được bao nhiêu ha. Thì trước hôm qua hôm kia thì mình cũng đã đổ 200.000 rồi, không biết chạy nhiêu, chắc giờ trong cái bình còn khoảng 100 á. Bây giờ mình đổ đầy bình thì coi nó tốn bao nhiêu. Xăng tăng giá thì nó kéo theo mọi thứ tăng giá các bạn, nào là shipper, nào là những cái xe vịt đều tăng giá theo. Mà khổ nổi nó tăng giá rồi, tăng thì mỗi lần tăng thì có mấy ngàn luôn. Man đúng 500.000, ông đổ đúng 500.000. Như vậy cái bình xăng này khá lớn nha các bạn, 2 mấy lít á. Mình bình thường mình đổ khoảng 500.000, nhưng mà bây giờ hôm bữa đổ 200.000 rồi, nó có rồi 600.000. Mình đi được bao nhiêu đâu, mình từ đây đu cấp đời xe sao gọi là đu cấp thiệt. Thôi bây giờ chạy về thôi. Phố khá là vắng nha, chỉ có vài người thôi. Mọi người dân lao động thì hình như cũng chưa lên nhiều. Thì nói về cái chuyện mà chơi xe á, thì thực ra mình cũng không biết nữa. Mình hôm bữa là mình đã định là có một kế hoạch mới là coi như là mình sẽ không còn ở Việt Nam nữa. Mình sẽ bán xe, bán chiếc giá 1.000 luôn rồi. Bán ô tô này nọ các thứ rồi để mình có một kế hoạch mới. Nhưng mà do dịch bệnh lâu quá nên làm cảm giác mình là nhớ mô tô, nhớ phân khối lớn, nên tạm thời mình lấy lại chiếc này mình chơi qua dòng đu. Chơi thì hôm bữa mình có lấy xe và nói là mình sẽ quay đầu, mình coi như thế nào. Thì chơi mô tô là anh em mới chấp nhận thôi, kể cả anh em bán mua ở đâu thì chơi cũng phải lỗ thôi, đó là điều đương nhiên chấp nhận rồi. Các anh em cứ trải nghiệm đi. Thì theo quan điểm của mình ấy, thì
rất là nhiều anh em rất là thích chơi mô tô, thì anh em phải phải chấp nhận là chơi là phải lỗ. Nhưng mà anh em chơi thì không phải là để hầm hố hay là để thể hiện hay là để giật lây gì hết. Mình chơi vì đam mê, mình chơi vì mình thích thích cái cảm giác của phân khối lớn, ngồi lên chiếc xe phân khối lớn là nó cảm giác nó rất là đã các bạn, lái nó rất là đã, nó là xe cảm giác nặng rồi mỗi lần mình thắng là cảm giác nó rất là chắc chắn. Thì như chiếc đu này á, thì anh em nói là nó hay bị chiếc đu này là Divo 1002 đời 2014. Thì xe này giống như hồi trước Tuấn Hưng mua cũng gần cả tỷ bạc, lên đồ chơi cũng gần tỷ bạc, nhưng bây giờ nó cũng khá là xuống giá rồi các bạn. Tâm lý là người Việt Nam mình là không không biết chiếc xe này thì chạy ở Việt Nam thì rất là nóng, ngoài ra là bữa bảo dưỡng nó rất là tốn, mỗi lần Desmo nó tốn 30-40 triệu, nên mọi người rất là ngại, nó quan ngại cái chuyện đó, nên anh em rất là né những cái dòng đua. Cứ hỏi là 10 người chơi phân khối lớn anh em khá là bàn ra được cái chơi đua, được cái chơi đua, nhưng mình cứ thích thì mình cứ trải nghiệm thôi, điều đó là chấp nhận. Có sao đâu anh em, à, mình nói thiệt cái gì giờ vậy ha, anh em chơi chiếc như hôm trước đó mình chơi chiếc với anh ngàn, mình mua mình khui thùng xong rồi mình bán cũng lỗ cũng gần 100 triệu. Trước kia chơi chiếc với anh 800 cũng cũng khui thùng rồi bán lỗ 100 triệu. Nhưng bây giờ chơi chiếc này giờ mình lấy cũ mình bán lại nó cũng lỗ, mình cũng chưa tới nữa, mình trải nghiệm thôi. Thì đó, chơi anh em chơi chấp nhận phải trải nghiệm và chấp nhận cái chuyện lỗ là đương nhiên rồi. Không nhận mình cảm giác lái nghe cái tiếng nổ đù rất là đã nha các bạn. Mình vượt mấy cái đèn đỏ chắc cái clip này mà lên chắc bị report cái là lãnh đủ luôn. Thôi đèn đỏ này ngừng lại. Mấy cái đèn đỏ hồi nãy là mình không biết là có cho xe máy chạy tiếp không, nhưng mà cảm giác rất là an toàn nên mình mới dám vượt. Mình có một chiếc chiếc này và chiếc Vespa, Vespa cổ của mình cũng là chiếc chiếc lên từ cái đống rác mà thôi, mình dọn lại lên rác. Cảm giác chạy Vespa cũng rất là đã nha các bạn, xe thì nổ nghe cũng rất là đã, chạy Ameya Tây thì nó có cái cảm giác sướng riêng, mà thời gian không chạy nó thì cũng nhớ tiếng nổ của nó, nổ tạch 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 rất là đã. Mình quen với anh chơi Vespa cổ rất là khó nha, khó lắm luôn á, bạn phải biết sửa này, bạn biết thay Yamaha là đứt dây với đứt dây con phải thay nè, đứt dây thắng phải biết thay nè, phải biết nhìn cái bugi của nó đen như thế nào, đỏ như thế nào, mà biết xử lý như thế nào, nó chết máy giữa đường phải biết xử lý, mà biết thay bánh nè, thay nhớt rồi phải biết châm nhớt như thế nào, đổ xăng châm nhớt, nói chung là rất là phức tạp. Rồi mỗi mỗi lần chạy nó thì bạn nổ máy mỗi sáng thức dậy phải nghiêng nó về phía bên phải nè để cho xăng lấy xuống nè, sau đó mình phải kéo e đạp một cái là nổ liền. Như xe của mình nó để bốn, nhưng mà lúc đi á nghiêng xe một cái là đạp một cái một là đã nổ rồi. Cái anh sửa Vespa đó thì cũng rất là thân với mình, anh em nào muốn chơi Vespa cổ thì cứ mình sẽ giới thiệu cho, chơi xe có bảo hành luôn 3 năm luôn, hư thì đem ra cho anh sửa. Nói thiệt các bạn chơi xe các bạn phải quen quen một những người sửa xe, từ từ tìm hiểu chiếc xe đó thì mình cảm giác các bạn mới thích thú được, chứ các bạn chơi mà chơi cho vui gì đó thì chơi để giật le này nọ thấy người ta chơi mình chơi theo thì rất là khó nha các bạn.
Rồi bây giờ về tới chỗ chung cư mình rồi. Mỗi lần về đây mình cảm giác rất là mát mẻ, xung quanh cây cối rất là nhiều. Nhưng mà 4 tháng dịch vừa rồi thì bên cái chung cư này nè, thì nó cũng cái mình có một cái khu viên rất là rộng, nhưng mà người ta cũng không cho xuống, chỉ ở trong nhà thôi. Chỉ có mấy cục tạ, mua nó mà tập lên tập xuống tại nhà trong phòng thôi để giữ thể lực. Trời ơi, hôm bữa giờ chạy cũng chạy trong công viên này mà mình cũng phải bịt khẩu trang để chạy chứ không dám mở ra. Hy vọng là dịch nó qua mau để tất cả mọi người quay lại với cuộc sống cũ, kinh tế của đất nước quay lại. Nhiều ngành nghề anh em chết quá, anh em làm ngành cưới than quá trời than luôn, giờ anh em giải nghệ quá trời luôn, tội nghiệp anh em. Có nhiều anh em còn đủ gồng gánh thì cũng đã gồng gánh hết sức rồi, thêm một năm nữa chắc cũng thấm thía không chịu không nổi. Trời, nó vô xe, nó vô hầm, nó kêu, nó gọi, nó dội, nó cộng hưởng, nó dội, nó kêu. Xe rất là nhỏ, xe này chiều ngang rất cục chứ rất là lớn, lái trong này cũng rất là mệt. Ok, xong giải quyết được một công việc à, rất là mệt, chạy về cũng rất là thoải mái nha các bạn, không mệt lắm. Ở đây có nhiều xe lắm, nhiều anh em trong trong này chơi nhiều, chơi mô tô cũng nhiều, chơi Vespa cổ cũng nhiều. Thì để hôm nào mình để viết một cái status trong cái group để rủ anh em chơi mô tô, cà phê, cà pháo để làm quen. Thêm hội Vespa, Vespa nữa. Ở bên kia hình như có mấy chiếc Vespa nữa. Để mình đi tìm, mình nhớ nó ở đâu. Hình như bên này, đây, chiếc màu vàng. Đâu, thấy bên kia chiếc màu. Chiếc màu vàng, ở đây, chiếc màu vàng đó. Chiếc màu xanh này của mình. Chiếc màu vàng này. Thì nhìn cái xe nó hơi nát các bạn, để lâu quá không đi hay sao, hồi sườn một về một, tính là làm lại cái sườn nó còn mắc lắm. Ngoài chiếc màu trắng cũng dễ thương, chiếc màu trắng này đổ cái đuôi nó không phải zin rồi, đổ đuôi kỳ quá. Ok, thôi lên thôi, để đi làm cái bảng số có thể bật ra bật vô được để cho mấy chú bồ câu không có nghĩa, rồi gắn cái kiến khí hậu nữa. Đây có mấy chiếc mô tô, bên này mình nhớ hình như bên này có một chiếc Ducati đâu đây. Nhiều anh em chơi xe lắm. Thì đàn ông mà anh em chơi thôi, anh em chơi còn sức khỏe thì càng chơi thôi. Sau này lớn lên xíu nữa thì có sức khỏe, đặt xe cũng đâu có nổi đâu, muốn chạy cũng đâu có nổi đâu. Thì theo quan điểm của mình thì anh em thích thì cứ chơi thôi, nhưng mà phải đủ trong cái năng lực của mình nha, chứ đừng có với quá thì nó ảnh hưởng đến nhiều thứ. Đã ra đây là chiếc Ducati nè, mình có thấy anh chàng trẻ trẻ chạy. Ok, bữa nào mình xuống mình giao lưu với anh chàng này coi. Ôi, cảm giác ngồi cũng rất là thoải mái, nó hơi xibon, hơi xibon một tí thôi.
Ok, vậy là tối hôm nay đã giải quyết được công việc thử nghiệm xe, thử nghiệm đổ đầy bình xăng với cái giá hiện tại. Rồi, có thời gian mình sẽ làm nhiều cái clip. Bye, tạm biệt anh em ha.